Làm sao biết được một người nào đó là giao tiếp khéo léo? Thì mọi người hãy sang tay ra, nam mình sẽ tay trái, nữ mình sẽ tay phải. Mọi người để ý ngón út nè. Ngón út đầu tiên nó dài so với cái vị trí cái lóng thứ nhất và lóng thứ hai của ngón út này, vị trí này nó cao lên. Thì những người này tinh tế, nói chuyện khéo léo, tự do, suy nghĩ trước nghĩ sau mới nói. Những người nào mà có ngón út này nó hơi ngắn thì những người này sống hơi thực tế, đôi lúc thì thẳng thắn quá, lúc dễ gặp mất lòng và hay gặp thị phi. Cho nên là những ai mà có ngón tay út dài này thì khả năng giao tiếp người ta rất là tốt. Nếu có thêm cái vị trí cái đường mà đường thủy tinh chạy lên nữa thì những người này là có khả năng gọi là gọi giao liên quan đến chính trị cũng làm tốt nữa.